Đây. Gặp anh Toàn ở giữa đường. Anh đợi lâu không? Vâng. Ok anh. Đây. Đây, xe của anh độ cả súp rồi. Chết đấy. Anh hỗ em một tay nhá. Không quả la cho nhanh. Đường này như nó cấm đỗ rồi. Rồi. À, một cái mic này anh. Vâng. À, bên nó cho anh cái hộp đẩy liền vang ở trong cốp sau ấy. Anh đợi lâu không? Đợi một lúc rồi. À, em vừa rồi nó tắc đường quá. Rồi không sao anh ơi. Em có biển quay anh. À, anh đi đâu giờ? Giờ em đi ra ngoài đang điều gì ạ? À, đấy à. Cẩn thận đấy, đi nó thổi thổi nồng độ cồn đấy. Vâng. Em là có 12 triệu này. À, đúng rồi, anh còn 1 triệu còn 12 triệu nữa. Vâng. Đấy. Dọc lên, dọc lên. À. Rồi, thế được rồi, ok. Đấy, anh đưa cho cô em của em ấy. Bao tiền? 12 triệu nữa. Đếm cho 12 không? Anh bây giờ về đâu? Em đi lên rồi. À, lên Hà Nội. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh Toàn rất nhiều. Cảm ơn anh. Chào anh nhá. Đi đây thôi. Vâng, em chào anh nhá. Đi.